rồi xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền 1 giờ channel của mình ạ thì cái video hôm nay thì mình sẽ vào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm tiền trên cái ví onet ha bằng cái phương pháp là chay future ha đó, đó thì chay future là các bạn sẽ vào sẽ, các bạn sẽ dự đoán ha, ở giá của một đồng con ha à, trong cái ví onet này nó tăng hay là giảm ha nếu nó tăng thì các bạn chọn mua ha còn nếu nó giảm thì các bạn chọn bán đó thì để uh, chay con trên cái ví onet các bạn cần phải nạp tiền vào đây các bạn chay đó. thì để nạp tiền vào ví onet thì các bạn mở app trên cái ví onet lên đăng nhập vào app ví onet xong ha các bạn vô cái phần mua vndc để các bạn mua ha đó. đó. thì sau khi mua xong thì các bạn sẽ vào sẽ các bạn sẽ chay con ha trong trên này ha đó thì sau khi nạp tiền vào ví onet xong thì để chay thì các bạn bấm cho mình cái nút Future ở dưới này sau đó các bạn chuyển cái số tiền bên ví Onus sang cái ví future này để các bạn chơi ha. đó các bạn vô cho mình cái mục là ở trên này ha. có hình cái biểu tượng cái ví trên này ha. bạn bấm vào thì mình sẽ vào đây thì mình sẽ nạp tiền vào đây ha. đó thì mình sẽ bấm cái nút nạp ở đây. mình sẽ chọn cái nút nạp ở đây để mình nạp tiền vào đây để mình chơi. rồi thì mình sẽ bấm tiếp tục thì mình sẽ chuyển tiền từ ví chính sang ví future để mình chơi ha thì mình sẽ bấm mát ở đây đó rồi thì số dư của mình là 198 k nè thì mình sẽ bấm xác nhận ha. rồi bạn đã nạp thành công ha Đó, thì sau khi các bạn nạp vào thành công thì số dư nó sẽ cộng ở đây hiện tại số dư của mình đang là 198 k nè ha. thì mình các bạn có thể vào các bạn chơi được ha rồi thì ở đây thì mình sẽ vào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chay ha. đó thì hiện tại là mình đang uh, chọn cái cặp tiền ha là Doge nè ha, Doge VNDC ha. À, cái cặp này hiện tại là nó đang uh, giảm ha, đó, giảm là 11,34 ha đó thì nếu cái giảm thì các bạn chọn bán cho mình, ha. chọn bán. ha nếu nó giảm thì cái đồng coin này đang giảm đúng không? thì các bạn chọn bán, chọn cái lệnh bán thì nếu nó càng giảm nữa thì các bạn chọn bán thì nó các bạn sẽ kiếm lời Đó, còn các bạn chọn mua ha mua thì nếu cái đồng con này nó tăng thì các bạn sẽ sẽ kiếm được lợi nhuận ha rồi thì hiện tại cái giá của đồng con này là nó đang, đang nó đang bán ở thị trường là một chín trăm bốn mươi hai đồng nè có nghĩa là trên trên một cái đồng doge này ha thì một đồng doge này hiện tại nó đang tương ứng là một nghìn chín trăm bốn mươi ba Ha, giá của nó là 1943 đó, Thì tại là giá nó đang giảm khá là sâu thì mình sẽ vào mình sẽ mua ha, mua cái đồng này. Đó, thì để chơi cái đồng những cái đồng con những cặp à, cặp đồng con trên này thì các bạn cần phải tìm hiểu kỹ về cái cặp đồng con đó ha, trước khi các bạn vào các bạn chơi. Mình sẽ bấm mua nè. xì mình sẽ chọn mua ha. Mua thì các bạn ở dưới này có nó có cái 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 đồng bảy nè ở dưới này nó có cái đoạn 7 là đang là cái đoạn 7 là iso isolator ha là cái cái bạn chọn cho mình cái mức đoạn 7 ở đây thì ở đây có mức đoạn 7 từ 1 đến 50 Đó, thì mức đoạn 7 càng cao thì cái rủi ro càng cao thì ở đây mình khuyên các bạn đặt cái mức đoạn 7 là từ 10 đến 20 thôi 10 20 hoặc 30 phần trăm thôi các bạn chọn cao thì cái rủi ro càng cao Thôi rồi thì các bạn bấm xác nhận cho mình thì ở đây mình chọn cái đoạn 7 là 20 phần trăm rồi, ở cái phần dòng ở dưới là cái phần thị trường thì các bạn để cho mình cái mặc định ha, giá của thị trường ha. Hiện tại giá của nó là là 1953 nè ha. ha. thì mình sẽ để giá là thị trường 1953. Rồi, tiếp theo là cái một phần khối lượng là các bạn sẽ nhập cái cái khối lượng VNDC các bạn muốn mua ha. Thì mình sẽ chọn bấm vào khối lượng. Thì đây mình chọn cái khối lượng uh, cỡ 50% đi. mình sẽ bấm xác nhận ở đây ha. Rồi sau đó thì mình sẽ chọn đặt lệnh mua ở dưới này để mình mua ha. Đó thì sau khi các bạn mua xong thì nó sẽ trừ cái số tiền của bạn ở đây ha. Đó, thì sau khi các bạn mua mua cái đồng coin đó các bạn chay thì nó sẽ trừ cái số dưới, số tiền của bạn ở đây các bạn còn là 102 đồng nè đó thì khi mà cái đồng con này các bạn mua mua thì nếu nó tăng thì nếu nó tăng thì các bạn kiếm lời còn nếu nó giảm nếu nó giảm thì các bạn sẽ bị lỗ ha đó rồi các bạn kéo xuống đây sau ở đây dưới này nó sẽ có cái cái nó sẽ tính cho bạn cái cái mức lãi lỗ các bạn nó đang đang đây là ở dưới này nó sẽ tính ra cái mức lãi lỗ các bạn đang đang chay nè ha đó đó thì là là bán lỗ, bán, bán, bán này là bạn lỗ bạn bạn lỗ hai nghìn tám ha đó đó thì khi tỷ lệ phần trăm này là lỗ này là đó. là âm bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ hiển thị đây ha rồi thì tiếp theo các bạn vào cho mình cái phần là sửa sửa sb tb ha để các bạn chỉnh lại ha cho mình cái uh, mức chốt lỗ cắt lời ha để nó sẽ tự động chốt lỗ cắt lời khi mà các bạn uh, mua hoặc là bán con trên này đó, mình sẽ bấm vào sửa SBTL nè rồi các bạn bấm muốn chốt các bạn muốn cho chốt lỗ bao nhiêu hoặc là cắt lời bao nhiêu thì các bạn bấm vào thì đây mình muốn chốt lời bao nhiêu thì mình sẽ bấm phần chốt lời ở đây mình sẽ kéo cái thanh gạt ở đây ha rồi rồi mình muốn chốt lời bao nhiêu thì mình sẽ kéo cái thanh gạt đây đó thì mình muốn chốt lời à, giá của nó là 2.000 bao nhiêu thì mình sẽ kéo thanh cực ở đây À, ví dụ như mình muốn chốt lời uh, giá của nó là mát luôn đi là 200%, thì tới cái mức giá là 2156 156 đồng, à, thì nó sẽ chốt lời cho bạn ha. Rồi mình sẽ bấm xác nhận ở đây. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sẽ cắt lỗ cho nó, thì mình sẽ kéo cái thanh gạt ở đây ha, kéo thanh gạt ở đây. Rồi mình sẽ chỉnh cắt lỗ. Ha các lỗ thì các bạn có thể chỉnh kéo trên trượt, trượt ở đây thì các bạn chỉnh ha, đó, các bạn có thể chốt lỗ giá ví dụ như uh, giá của nó là xuống uh, bao nhiêu ha, ví dụ như uh, giá của nó ví dụ như xuống một một tám trăm sáu mươi tám đồng thì các bạn sẽ có thể chốt lỗ ha, đó ở đây thì các bạn sẽ bấm xác nhận cho mình, đó thì nó sẽ tự động chốt lỗ cắt lời với cái mức giá mà bạn bạn đặt ha thì khi mà các bạn chơi thì các bạn vào các bạn xem lại ha nếu mà các bạn chay đúng thì các bạn sẽ vào sẽ bạn sẽ rút tiền ha đó để rút tiền thì các bạn bấm cho mình cái phần là cái phần cái phần cái ví chỗ này ha đó đó thì nếu các bạn thắng thì các bạn có thể rút về ha các bạn bấm ở trên cái ví chỗ này đó sau đó các bạn bấm rút nè rút ở đây để các bạn rút tiền về Đó Rồi xin mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha Rồi mình chúc các bạn kiếm được nhiều tiền ha Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ha Nếu thấy video của mình hay và hữu ích Cho mình nút like và đăng ký kênh ha